Chiều ngày 8 tháng 7, Đảng ủy phường Bình Hòa, thành phố Thuận An tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt chi bộ trường mầm non Đại Phước trực thuộc Đảng bộ phường. Chi bộ trường mầm non Đại Phước hiện có 3 đảng viên. Việc ra mắt chi bộ trường đã tạo điều kiện cho đảng viên đang công tác và nuôi dạy trẻ tại đây được sinh hoạt gắn với nơi làm việc và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Đây cũng là chi bộ ngoài nhà nước đầu tiên được thành lập tại địa phương. Do đó Đảng ủy phường đề nghị trong thời gian tới chi bộ cần tập trung lãnh đạo khai thác các lợi thế của đơn vị để mạnh và phát triển hoạt động của trường, tập trung xây dựng đảng phải gắn với xây dựng đơn vị đoàn thể vững mạnh, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt của đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt của chi bộ, quan tâm công tác đào tạo nguồn để phát triển đảng viên.